Chào các bạn. Mình là Polopilo. Polopilo ui, tình yêu múa phải nói là cực cắt. Khá là nhiều bạn yêu mình làm một clip yêu cầu mình, yêu bạn mình, trò chơi yêu mình. Bảo vệ em. Và mình đã làm các bạn. Đây các bạn, con gái 3K mạnh mẽ. Nói chung là đây mình hôm nay là để phiên bản quýt cam rồi được không? Đừng đó. Cười giải thích nha. Đang sao? Đừng đó. Tắt quá. Rồi ok, vậy nhảy nha. Ok nha, ok nha. Nghe lý trí nè. Xin mời. Thằng vậy nó rất là may mắn. Và bỏ cái này lên thì chắc chắn là vậy. A few moments later. Oh my god. Yeah yeah. Mọi người đẩy hai người vui. Đây ăn thì nó trong cái lồng mi lông các bạn. Lồng kính đi nha. Chơi luôn hả em? Dạ, tới em chơi luôn nha. Rồi chút đường ăn nó hùng khối trong đây luôn các bạn ơi. Anh nghĩ là em nên quét mấy cái lỗ ra. Thôi, vậy đủ rồi, vậy được, không sao đâu. One eternity later. Nói chung là ăn nó khóc luôn các bạn ơi. Không, anh nghĩ là giờ em đẩy cái này ra ngoài, khoét lỗ cho gió nó ra chứ. Thôi được rồi, vậy được rồi. Rồi, cuối cùng là ăn thì nó đã chín nha bạn. Còn bên của vậy ngủ vậy hả em? Rồi ló cái giò ra vậy hả? Và bây giờ là sẽ đến cái màn gọi là thử thách bằng tải của con Hiền nha bạn. Đi xem coi. Bạn xe mô tô mini. Bấm em. 1 bằng 2 xô nước. Nhớ em. Ghế xoay. Đừng có ghế, đừng có xe nữa. Bấm 2 xô nước. Vậy bấm em. 1 xô nước. 1 bục tạ. Ghế cao. Anh đã bấy của em. Anh ơi. Anh đã bấy của em. Thật ra 7 năm mình giấu với bạn mấy lâu nay rồi. Thật ra 7 năm là 7 năm dép đi trên nước. Vô cái môn này là chúng hại, là tỷ lệ mình thắng giải là cái chắc rồi các bạn. Rồi các bạn cứ tua cuối video hay mình thắng. Đó. Ngại lắm. Đây toàn né ra cho các bạn xem mặt mình. Are you sure about that?